Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video về cảnh núi khỉ Vi Ba. Cũng như bình thường thôi, mình cũng quay mấy con khỉ. Nó ăn cái gì thì mình quay cho các bạn xem cái đó. Chia sẻ những cái đời sống, ăn uống cũng như là sinh hoạt của mấy chú khỉ ở trên núi lớn ở thành phố Vũng Tàu đó các bạn. Ăn chuối, ăn đậu, ăn lạc rồi đó. Rồi ăn cóc, ổi, xoài gì tùm lum hết á. Nhưng mà bữa nay có người cho ăn bánh mì. Bánh mì thì nó cũng lạ thì nó ăn. Rồi chia sẻ cho các bạn xem cảnh khỉ ăn bánh mì nha các bạn. Rồi mà các bạn cùng xem ha. Trước mắt là thấy có một ổ bánh mì và một trái ổi. Thường á là khỉ nó ăn trái cây các bạn, nhưng mà ăn riết ngán à, tại vì khỉ ở đây là khỉ thành phố, nó nằm ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn. Thành ra mọi người lên cho ăn, mỗi người cho ăn miếng vậy đó, riết rồi trái cây nó ăn kể ra nó cũng ngán. Mà ổi thì không có ngon bằng những thứ trái cây khác như là chuối, xoài, hồng, nhãn, chôm chôm, những cái thứ đó. Cho nên là thôi bữa nay có món mới, bữa nay thay đổi nha các bạn, món mới bánh mì. Bánh mì không nha, chứ bánh mì thịt là nó không có bao giờ nó rớ vô đâu. Chỉ bánh mì không thôi thì nó còn ăn. Đấy các bạn xem nha. Anh ăn bánh mì anh xé từng miếng một miếng một miếng ra ăn một cách từ tốn, thảnh thơi. Không có gì phải lo âu, không có gì phải khổ hết, thấy không? Cuộc đời cứ trôi, còn mình thì cứ ăn thế thôi, ăn từ tốn thoải mái các bạn ơi. Cầm nước đi. Rồi trước rồi đó, nắng lên đi, văng lên cái nè, thì nó bị từ
Hi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Thì video đến đây là chấm dứt nha các bạn. Này là một cái video ngắn ngắn vậy thôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Rồi, xin cảm ơn.